kính thưa quý vị, bây giờ là mùa hè rồi. Thành ra vô trong một cái rừng cây cổ thụ, vừa có cây thông, vừa có đủ loại cây hết. Ở trong này thì nó mát hơn. Khi mà mình gần với những cây thông thì vì lý do gì đó nó tỏa ra cái hơi lạnh. Cho nên là mùa hè vào đây thì nó mát. Mặc dù vậy, đây là cái con đồi, cứ lên đồi xuống đèo, cho nên là cũng toát mồ hôi chứ không phải chuyện đùa. Và bên cạnh thì nó lại có một cái dòng suối chảy róc rách, rất là trữ tình, rất là đẹp. And I love it. Ok, đi theo Hạnh ra nữa đi. Ê, Hạnh ra từ từ. Đường rất là dốc. Nếu mà mỗi ngày mà được đi vào đây thì có lẽ cũng xuống cân lẹ lắm. What do you want, Nacho? What do you want to come to protect me? Huh? Where's your boss? Where's your boss? Come, Nacho. Come, lead the way. You lead the way. Good boy. Good boy. Good boy. Good boy. I run after you. Good boy. Nè, thấy không? Cái này nè, nó chắc nịch như vậy nè. Là nó bao nhiêu năm trời rồi, tôi cắt cái này về, tôi làm cái tấm thớt, tôi cắt thịt, cắt rau. Trời ơi, so nice. I'm so sorry they cut you off. It's so beautiful. Oh my goodness. This is very expensive and look how thick it is. Look at this. Oh my God. Quý vị biết ở đây á, là nó giống như là cái cảnh mà anh ta đã từng được đi ở Việt Nam, gọi là suối tiên á. Ôi, so beautiful. Nhưng mà cây ở đây nó hơi khác thôi, chứ còn cái con suối nó là như vậy đó. So, được trở về với thiên nhiên mà trong một cái cảnh như là ở Việt Nam. I'm so happy. This creek looks exactly like in Vietnam. We called it suối tiên. And all my childhood, you know, during the long weekend, I was taken to similar places like this. Suối Tiên tên tiếng Mỹ là cái gì? Suối Tiên là Angel Creek. Good job. Suối mơ bên rừng thu vắng, dòng nước trôi lững lờ ngoài nắng. Chiều chưa đi theo gió vương, bờ xanh mướt bóng đôi cây thì ở đây rất là đẹp, đồi núi rồi suối róc rách và khung cảnh rất là thần tiên và lại vắng người nữa, cho nên là gia đình Hạnh Giao rất thích vào những cái khu vực như vậy, những cái khu rừng không đến nỗi là quá già mà cũng phải là quá non, nhưng mà nó có sông nước hữu tình và rất là đẹp.
và quý vị có thể nhìn thấy những cái cây á, nó có những cái màu xanh đậm, rồi màu xanh nhợt, rồi màu xanh ống ả vàng vàng. Nó là một cái màu sắc rất là đẹp tự nhiên. Và vào đây thì mình cảm thấy nhẹ nhõm người và có thể quên hết những sự tình ở bên ngoài. Mặc dù thế, nó cũng rất là gần với lại thành phố, chứ nó không có quá xa. Cho nên nếu mà mình đi ở đây xong rồi, mình có thể đi ra ngoài thưởng thức những ly kem, những cốc cà phê, hay là những ly sữa trà, trà sữa, hoặc là những cái bánh ngọt, rất là gần, rất là tiện. Nhưng mà vào đến đây thì mình quên hết cái khung cảnh của thành phố bên ngoài. Chắc mình phải đi thuận đằng sau, đông người đang kéo xuống. Traffic in the woods. A lot of people going out today because it's July 4th weekend. Although it's only on Friday, July 3rd, but people are taking a break. Đã có ok không? I know. You want the hiking shoes? And then backpack too. Oh. Let's go down. Quay trở lại nha. Được không? Yeah. I'm so scared. Nacho, Nacho, Nacho. Không, mình đang ở đây rồi. Ok, đã đi trước rồi. This one is tricky. Cái này khó, tùy vào cái này. Oh, đi cái này dễ hơn. Đúng rồi. This way is this easier. What a spot boy. Oh yeah. There is other. Okay, okay. Mom, hold up. That one. I know what I'm doing. Okay. Yeah.
Thank you, con. Nacho, this way, though. Oh, BME. Nacho! Hey! Nacho! 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 Oh. There we are. Gọi cho họ đi trước thì cái nước nó trong quá là trong. Quý vị biết không, bên Bồ Đề Đạo Tràng á, chỗ mà Đức Phật đắc đạo á, trời ơi là trời, nó cũng đất như vậy nè, rất là khô. Đường đi á, mà cả 100,000 người đến để nghe Đức Phật thuyết pháp á, thì thử hỏi là bụi nó lên như thế nào. Những cái cây á, lá đó nó được phủ bởi đất với bụi với cát, cho nên là thành ra không ngờ là thành ra đã được training đeo cái mặt nạ này. Chứ ngày xưa ghét lắm, mà đi qua bên đó là phải đeo, không đeo không được, không đeo là về ốm, ho sù sụ và nó bụi lắm. Không ngờ chỉ có vài tháng sau thì bây giờ mình cũng phải đeo ở bên Mỹ thôi. Cho nên là có sự chuẩn bị cho hạnh ra trước. Nhà từ từ đợi chút. Dạ. Đợi. Ok. Nhau đi sau chót. Nó có cầm thì để lại đây, đây giống như là niết bàn cho hạnh nhau rồi không? Yes. Nirvana. This is Nirvana. Ok. Let me tell you. I got the training in Bodh Gaya, okay? Because the road was very dusty, just like it is here. And so we had to wear masks all day long, and hundreds and thousands of people came to Bodh Gaya to learn from His Holiness the Dalai Lama. So every day we had to wear masks, and I came from here, so I wasn't used to wear a mask, but I was forced to wear a mask, and little that I knew, that was a good training for COVID-19 now. So I am thankful in a way. Cảm ơn trời đất, cảnh đẹp quá. I offer to my three jewels the beautiful scenery. Suối ơi, nghe rừng heo hút, dòng êm đưa lá khô xa chút. Còn như lưu hương yêu dấu với suối.